Nay mang những cây nào đi bác? Đấy, chỗ này xe cộ khá nguy hiểm, không để ý cái là bị quẹt ngay. Đấy, cây đẹp đấy. Ủa đẹp ghê nhỉ. Bao nhiêu tiền đấy? Ủa 2,5 triệu. Đấy. Cổ đấy, đồ cổ đấy. 2,5 triệu. Xanh thì bao nhiêu á? Đấy. Xanh 1,8 triệu. Đấy. 2,3 tiền cây ạ. 700 cây. Đây từ đây lại thôi đúng không? Xem nào, bắt đầu đi soi nào. Đi soi. Đó. Được chưa? Ôm đá chấp thử. Đấy. Lâu để nhảy không có đâu, em chỉ bảo người ta là có một kem thôi. Một lông bò là trò thái rồi em ạ. Cùng em bán mai á chứ. 2,5 triệu. Với cái me rồi. À, với cái me. Me hơi to, nó nhiều tiền đúng không? Cái me cũng 2,5 triệu. 2,5 triệu. To thế mà cân những cái nào to hơn nhiều tiền hơn. Sáng lão mai. Lão mai. Mẹ lão mai. Đây. Cao độ 1m45-50. Có mua cái nào không anh? Đúng. Em mới chậu à. Siêu rẻ đây. Mấy trăm nghìn. Chỗ này nguy hiểm quá nhỉ. Đây là cái sung mà. Đâu? Sung đó. Xe à đây à? À cái sung của bác à? Tưởng của ai? Mấy tiền đấy? 4,5 triệu. Ừ. Đấy. Hay quá. Nhiều quả. Đấy quả này. Bao nhiêu? Đấy, thích không? Bác đọc số đi. Cây này là 0936 0936 80 6659 6659. Hoàng Hưng. Hoàng Hưng. Hoàng Hưng. Đấy. Nhiều quả lắm. Quay hết. À thế là nhiều thế này, nó mang nhiều thế kìa. Nó mang nhiều ghê nhỉ. Đây là giấy à? Đây á? Không phải hoa giấy không? Hoa giấy. Thế à? Lá như vọng cách nhỉ? Hoa giấy. Vọng cách. Vọng cách. Hoa giấy. Cái này của tận khách. À được. Quay lên. Nhìn thì cũng tưởng hoa giấy. Vọng cách. Lục vừng này bao nhiêu tiền đấy ạ? 4 triệu lục vừng. Nhà thì nhiều đúng không? Đem đi chợ đem đôi cây thôi đúng không? Cây mà lục vừng từ ngày xưa thì đẹp lắm. Nhà em nhiều cây đẹp. Thì đưa lên thì cây của em đẹp. À? Thì em đưa lên như cây của nhà em đấy. À, anh ít thôi, có vài cây. Có vài cây. Có cây đẹp đâu. Không chỉ có nhiều thì chả đi quay. Nhà có cây rồi thì sửa. Đấy, lục vừng này. Cái sung này hay đấy. Hay đấy. Quả này, phê.
quả từ gốc lên ngọn. Trục lắc. Râm dày nhiều quả. Đẹp đấy. Đấy, xanh thiết này. Này bao tiền đấy ạ? 800 xanh. Cùng như hoành tráng ấy. Tết tiếp là quả nhiều xuống ấy. Được cả chậu luôn rồi. Được cả chậu bát tiên luôn. Đấy, quả nhiều. Chung mà có quả dáng thế đẹp còn gì bạn. Ra đi sớm. Đẹp đấy. Rồi, để em đi sang bên này nhá. Cảm ơn bác nhá. Đấy. Cung thì đi đâu mất rồi. Giờ này toàn bán đồ mì đan. Mua đi. Ừ. Nhạc hay quá nhỉ. Cùng ở đây với ông rồi. Thôi ông Khải, ông Khải này không đi chợ. Cùng trong vừa bán mấy cây mai rồi. Đi đâu rồi. Đúng rồi. Đầu lắm mới gặp. Xem cái kênh của ông này. Nhưng mà ngoài trẻ thế. À dạ. Cái nhà nó trẻ ra không phải nó đục cây mình nó làm cây để tắt hết mồ hôi. Trẻ răng mà. Đấy, à lấy cái đấy bác. Nó đã lấy đâu, đang ngắm. Đấy, được đấy. Tị rốt. Tị này ông làm cây kéo lắm, xin ông nhá. Không bằng. Cứ ra đây để xin thuốc kẽ. Ông xin đâu vào nhau cho nó vui chứ. Đấy. Còn ông ngồi cháu ngồi bao giờ đâu. Đấy. Em về cho lên cái đĩa. Ba cam na. À. Rất điệu cây. Điệu cây. Thôi nhỉ, ông cây này đó nhỉ. Cái gì nhá. Ấm. Bảo nhá. Bảy đi. Bảo nhá. Cứ ép phải bán khổ. Thế là vui đấy. Rồi, chúc mừng tất cả. Bao nhiêu đấy? Cái này là? Ba chục rưỡi. Tết là đẹp ấy, về cho tinh rêu và đẹp luôn. Đấy, rêu này sạch. Ba triệu rưỡi, tị. Thì tay chuột. Tay chuột. Đấy, cái kia xong không phim rồi. Cái mà cưới đâu? Cưới bao tiền đâu? Cưới 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi.
ông lại cứ đọc số cả, chịu khó. 0906 225 376 376 tùy. Mua cái chậu bé thôi anh ạ. Con Thị có dây thép nào? Ừ, dây thép này. Cắt đâu vào là nó cay cỏ. Đây lão này bao nhiêu không? Lão nào đấy? Thân lão này 3,5 triệu. Còn chuẩn bị à, chuẩn bị thì bao nhiêu? Chuẩn bị 3,5 triệu. Anh thấy bằng tiền. Đầu quen thì cũng đẩy ra không? Cửa trong vớt bên 500 là được không ạ? Mỗi cây vớt 500 là phật đấy, đấy. Cũng là vừa. Cũng nói giá đúng như người ta đang hỏng mộng thôi. Nói giá đúng người ta lại muốn xuống tí nữa. Không. Thế mới gọi là đi chợ chứ nhỉ? Đây, ra chợ thì được phật cả mà. Vớt mua vừa bán. Lấy 1 triệu đây, xuống cho 200 rồi, vớt 100 rồi đây, thế nào nào đây? Vừa đống bán hết rồi à? Dạ, vừa đống này bán hết rồi. Vâng, chồng bán được mấy cây, em bán được mấy cây rồi. Nhanh nhờ. Đây cái đơn nó bốn đơn chúng tôi bây giờ nó mẹ dày quá không ạ? Vâng, thì có phải bắt cắt bớt chưa? Thôi ra hoa đi. Ra hoa đường lá nó men tít nó cứ ra đi mà nó. Ôi đây Vina đang chuẩn bị hoa đây này, hôm nay ông làm sao mà ra rồi. Không hẳn đi. Được quế. Đấy, ta chơi kiểu dấn nước xong rồi cho ra ngoài. Cho lên cái đĩa bổ dục kìa. Đây bây giờ ra đi mua để đi mua cái đĩa. Rồi. Cho cái đĩa cấy đi xem mà đẹp luôn. Rồi. Đấy. Chúc mừng. À, ra nhiều hoa luôn. Chúc mừng mất cả. Vâng. Là người biết thương thì chơi cái to này. Chết rồi. Mình quế. Ê, không phải mỗi cây anh cho vào cái chỗ nó cái. Cây gì? Đâu đi lại, đi ra xem nào. Cái đề. Đơn lâu lắm. Đi làm là bao tiền đấy? 5 triệu. Hai cây bằng tiền nhau đâu? Hai cây bằng tiền nhau. Đấy, 5 triệu. Chuẩn giá được cái em lấy cây. Anh này đâu bao nhiêu em bớt chứ bây giờ chuẩn em bớt anh vẫn luôn giả này này em. Còn anh chuyện chỉ mua anh mua được bao nhiêu anh giả anh. Cần thì cần mua, đang đi tìm cây mua. Vâng, đấy thì cây này mà anh mua đúng anh chứ cả chợ mua được cây nào đẹp hơn cây này luôn. Thật wow, sự kinh nó điểm tròn nhỉ? Như thế này. Vâng, anh nếu mà anh đấy em bớt anh 500 đấy là cây đó bạn. Anh ơi cái gốc cứ của nó bằng mình thế này luôn, anh vào tận nơi anh về nó là cái phủ nhờ, nó gốc một. Cái mai này anh đẹp đây, đây anh đi vào. Không phải nó nhiều thân đơn, không phải là cái hàng của... Anh đi vào em chửi cho. Anh ngồi xuống. Cái đẹp đấy. Đây nhá. Đọc quý, đây là cái gốc của nó nhá. Đấy, xong nó nhiều thân đơn. Đấy, cái cửa chứ không phải. Anh đi mua, anh đi cây. Sơn liễu.